Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì trong cái cuốn video tiếp theo này tôi sẽ di chuyển sang phía bên những cái dãy cây đại để gửi đến quý vị và các bạn, những người không có thời gian đến với triển lãm Linh Bình là tháng 11 năm 2022 này, để quý vị và các bạn ngồi nhà cũng có thể ngắm những cái tác phẩm đang được trưng bày tại đây. Quý vị và các bạn nào mà chưa đăng ký thì xin hãy đăng ký để ủng hộ kênh cũng như là đón nhận những cái video tiếp theo. Phía trước màn ảnh của quý vị và các bạn là một cái tác phẩm sung rất là khủng. Cây sung rất là khủng quý vị ạ. Cây sung mang tên là Phát Lộc Lão Tiên. Cây sung của anh Hùng Siếc. Cây có cái bộ bệ rễ kinh khủng. Quý vị và các bạn cùng ngắm cái bộ bệ đế này. Kinh khủng khiếp luôn. Toàn bộ cái phần rễ là nó dẹt bè mạnh hết ra quý vị. Hai nữa là cái cây nó có cái thân cũng rất là dẻo quý vị ạ. Đặc biệt là cái phần thân lên cổ ngọn này, cái điểm vặn rất là dị, tuyệt vời. Cây sung mà. Có một điều hơi thiếu ở cái cây sung này đó là quả quý vị ạ. Chưa thấy quả. Thì bây giờ nó cũng đang bắt đầu mùa quả rồi mà. Tuyệt vời. Đây là một trong những cái tác phẩm sung khủng nhất được xuất hiện ở các cái triển lãm gần đây. Rất đẹp. Cây sung này thì thực chất nó là những cái gốc cây khai thác, nhưng mà quý vị các bạn nhìn cái tay cành thì biết là sau khi được khai thác thì đã được các cái nghệ nhân tạo tác rất là lâu rồi. Nên được những cái đoạn tay cành và cổ ngọn thế kia rất là dẻo. Vâng, đến ở khu vực trước lễ đài này quý vị các bạn, rất là nhiều những cái tác phẩm xanh sai lớn. Tác phẩm Hồn Quê Đất Việt, chủ nhân Trần Văn Tuấn. Hiện tại thì trời đang tiếp tục lất phất mưa cho nên là cái ánh sáng nó có thiếu, thì cũng rất là mong quý vị các bạn thông cảm. Đây là một trong những cây xanh quê rất là già, nàng theo dáng làng này quý vị. Tác phẩm của nhà vườn Ninh Khánh, xanh cổ 0913565669. Một cái cây thì quý vị và các bạn cũng hình dung ra đây, cái gốc xuất phát của nó. Nó là một cây long quý vị ạ. Một cây long, đây là cái tán thứ nhất này. Tay thứ nhất ra này. Đấy. Và thay long chạy lên vào tay thứ hai, tay thứ ba, thứ tư này, ngọn. Sau khi nó đã hóa thì nó thành một cái tác phẩm xanh dáng làng rất đẹp rồi quý vị. Đây thực chất nó là một con long hóa nhé. Tôi di chuyển sang cái mặt bên này để quý vị các bạn nhìn rõ hơn. Đó là thời gian nó làm biến đổi những cái tác phẩm đơn giản, sau đó thành những cái cây hóa rất là đẹp như này. Đây quý vị các bạn, đây nhìn cái cung long này. Cây xanh giống như trực hoành rất là đẹp, trực huyền rất là đẹp này. Đằng trên này chiến ạ, nhiều cũng còn đẹp. Nhiều nhỉ? Nhiều.
nếu có giao lưu không quý vị. Đấy, để cho thỏa lòng đam mê của tôi thôi. Tất cả thì nhiều về vườn, về quảng mình chơi thì thằng Việt Nam phải ra là phải giao lưu. Thì được các bác quan tâm thì rất là phấn khởi. Có như thế nào em muốn giao lưu, nhưng mà có biết, một cái cây nhỏ đấy. Biết chỗ anh Trung là anh đi đến đâu mà anh đã thích rồi, không giao lưu hơn đôi khi còn có thể là không biết nước, còn có thể là dỗi nữa. Trung này nó vậy, bởi vì mình đi đến đâu mình đã thích rồi, mình phải giao lưu. Em cũng cái nọ là video của Trung là ngày nào nói chung là em vào đến một nhà vườn cho nó mua cái cỏ nhỏ nhỏ nhưng mà trông rất nghe mà rất là sang. Em không chào là anh cũng nói là cho mình chẳng không biết cái trong vườn để cả mang về không nhà mình cái nhà chính hiệu cũng gần nhau đúng không? Thế nhưng mà duy nhất em nói luôn là em sẽ chọn cái này về em làm, mà em đã hứa nhưng mà đúng công nhận là cả một cái vườn cây em là có vua cây cỏ mà cũng rất xem là xem trên lóc nhà anh ấy nhiều lần, nhưng thực sự hôm nay là được gặp người bắt tay mình cảm thấy đã là hạnh phúc. Cây này thực sự để mà nói tôi không biết đánh giá nó sâu quá, mà tôi cũng không nói nó quá, nhưng thực sự mà nói là cây và đá và đất đúng là thực ra là tình cây mê đất. Là mê từ cái viên đá bên trong tôi đấy, mê bạn. Tôi mê là mê cái sự hòa nhập và có ăn nhập với nhau anh ạ. Nó ăn nhập với nhau. Bệ bãi chân móng của nó. Hôm nay gặp anh Quảng ấy thì anh cũng là một trong những người đam mê và yêu cây thì cũng đã đến. Chứ còn nếu như cây này tuổi già tôi không dám nói, nhưng nó mà này không ăn nhập với lại cái thằng đá kia thì cũng thực sự cảm hai bên là đang chưa vào cuộc thì là còn thực sự ra để mà nói cây này của anh trước đó tác phẩm tôi không cần nói to giao lưu của anh Độc Phú Quý thì Trung Quân Sạch đã chia sẻ cho cộng đồng mạng rồi, nó muốn thành mục ba nên là đôi khi hơi khó. Tôi muốn rằng khi anh đã hứa với tôi rồi thì anh luôn để nói riêng với tôi, riêng cái triển lãm này mà cứ nhìn thấy anh Trung ở đâu rồi rồi ôi đây rồi chưa đẹp nhá rồi chưa nhìn thấy anh vừa chưa thấy lỗ đây này. Ừ, chưa nổ à? Hôm nay gặp áo đỏ này tôi đang áo đỏ này Hoàng Đình Thiệp hôm nay đến đây chắc là sẽ nổ được. Bây giờ chỉ đợi anh Hoàng Đình Thiệp đến là để nổ. Nổ đi. Đó đi Hoàng Đình Thiệp. Vâng. Đây anh Trung là anh nên là nổ rồi. Còn em là tiếp nửa rồi đấy. Đây là tiếp lửa đam mê. Rất là được vinh dự là các bác quan tâm đây là. Đúng nhất là thời gian theo đuổi đúng không? Phải nói cũng hiện đại. Quan tâm thì quan tâm lâu rồi, nhưng mà đúng thực sự hôm nay đến đây thì mới cảm thấy là thực sự mà nói là chưa chắc là hoa khôi lên trên sản diễn đã phải là hoa khôi. Vâng, trong quá trình các bác đang chuẩn bị lên đạn thì tôi cũng tiếp tục chia sẻ với quý vị các bạn những tác phẩm ở đây. Tác phẩm Chi Cổ Vân Giao. Cái sức mạnh truyền thông của những anh đang làm phóng sự như là các cái kênh truyền hình sự ra để nói là nó lan tỏa đi khắp mọi nơi và nó xác thực, nhưng mà về đến đây này rất đẹp quý vị ạ. Ở nhà vườn gỗ Dương Thời 0913259002. Rất đẹp. Hôm nay chị đi từ 3 giờ sáng à? Trong cái trái tim tôi là đến đâu là em đi ra đánh nhau lòng rưỡi đánh nhau không được, nhưng mà đến đường rồi không thức nôi không vào nhà không mời chào. Cây cỏ đây quý vị, rất đẹp. Có anh Đình Văn Tiếp. Cây của anh Bùi Văn Đệ 0945072171.
Đây, thưa quý vị và các bạn, có một cái cây xanh quê này nha quý vị, cây xì quê rất là đẹp. Muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Cây xanh của anh Lê Văn Thanh 0932382775, cây xanh quê búp hồng này quý vị này. Thế này cái cây của quý vị ác ôn nhỉ? Đẹp nhỉ? Này đẹp quá quý vị này. Đấy là cây búp bà rào. Bà rào bác bỏ đấy. Đấy quý vị nào. Cây đẹp quá quý vị. Trời đã bắt đầu đổ mưa rồi quý vị. Đây này. À, quý vị các bạn thông cảm cho tôi mở cái ô này mưa. Ok, tiếp tục đội mưa để chia sẻ cùng quý vị các bạn nhé. Ánh sáng nó sẽ rất là hạn chế đấy. Tác phẩm Linh Xuân, Nga Sơn, Thanh Hóa này. Rất đẹp quý vị. Hiện tại vì thời tiết đang rất là xấu. Quý vị các bạn thấy rằng khán giả cũng như những người yêu cây thì đã bắt đầu di chuyển lên phía khán đài để trú mưa. Còn tôi vẫn đang tiếp tục. Nhà vườn Trung Bích, tác phẩm Tam Phúc Đại Phát Lộc, Khánh An Yên Khánh Ninh Bình, tác phẩm rất là khủng. Vì cầm ô cho nên là chắc tôi phải di chuyển ra phía ngoài để thoáng hơn thì mới quay được. Những tác phẩm xanh bám đá rất là có tiếng của Linh Bình đấy quý vị. Đây, quý vị các bạn đang ngắm cây ổi giáng siêu. Tên tác phẩm là Lão Mai Đồng Quý Tử Du Xuân, chủ sở hữu là vườn trà mi Cổ Việt Kim Sơn. Cái ổi này cũng được một số kênh YouTube đưa lên rất là nhiều và đang đồn đoán ở cái mức giá là 700 triệu đấy quý vị. Cái ổi rất là khủng. Tôi đang đứng rất là xa mới thu lại được bóng của cái ổi này. Đây là khả năng cái ổi ta quý vị, ổi xẻ. Cây giáng siêu quý vị nhé. Tôi phải đi xa thì mới lấy được hết bóng này. Mưa quá quý vị ạ.
những tác phẩm mẫu đơn rất là khủng quý vị, rất già. Có lẽ tôi cũng xin dừng cái cuốn video này vì rất là mưa quý vị ạ. Hẹn gặp lại quý vị ở những cuốn sau.